Hello, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay các bạn, anh em mình lại có một ngày rảnh. Nhưng mà chỉ có mấy thằng thôi nha các bạn. Ba người thôi. Ba người, mấy người kia thì bận hết trơn rồi. Chị Hư thì năm nay là ra trường đi học học gì bên? Học cái gì ta? Học cơ đẳng. Học đại học rồi. Thì chị Hư thì mất học nha các bạn. Lên tới tận Sài Gòn học lận. Còn chị Hăng thì hiện tại giờ là đang học lớp 12 nên học xuyên suốt, không có thời gian rảnh để đi quay chung với mình nha các bạn. Thì anh Tạo với Hư thì cũng cùng một ngành. Thì như bo hức đồ thì cũng y chang như các bạn, nên không có thời gian rảnh thì chỉ có mấy anh em mình như đây là anh Hùng lấy đồ chuyên nghiệp. Thì Cubin em của Tiến nha bạn. Tiến thì hiện tại đang bị bệnh các bạn nên không có đi quay được. Thì nãy giờ anh em mình cũng có ra đây mò được mớ cá các bạn. Ngoài ruộng người ta đang rút á, mình với Hùng với Pin nào mò á. Đây giờ mình sẽ cho các bạn xem nè. 60 con nhiều không ta? Nãy giờ mò chừng có tiếng nữa tiếng mò được như đây các bạn. Đây là cá rù phi. Những cá lục kiến. Còn con cá lục kiến này là nó bị tặc quyền nha các bạn. Cha xanh mày đẻ ra không có được như người ta, như con người ta là cái gì nè. Nó là bị tặc quyền, bị quýnh nhiều quá. Giờ thì anh em mình sẽ bắt đầu luộc và xả nha các bạn, luộc xả nha. Cá rô phi làm gì ăn giờ? Cá rô phi chất nước các bạn ơi. Cái này là xả, giờ anh em mình sẽ bắt đầu mần cá. Đây nguyên liệu. Phải có này, này là ớt nữa các bạn. Muối, bột ngọt. Như trong chén này có để miếng đường. Đúng rồi. Đây là chanh, hai quả chanh. Với cái chén nó hồi dầm nha các bạn. Giờ anh em mình sẽ bắt đầu mần cá. Mần cá xong đốt lửa luôn. Thì bây giờ thì Hùng đã xuống mần cá các bạn. Bây giờ anh em mình cũng giải thắc mắc cho các bạn biết là cũng có nhiều bạn comment kêu là anh em mình bán kinh đó các bạn. Thật ra là anh em mình chưa có bán nha các bạn. Tại anh em mình không có thời gian rảnh để quay á. Giờ thì nhưng bây giờ nếu mà anh em mình có thời gian rảnh thì sẽ sắp xếp và quay đăng lên và cho các bạn xem. Nếu các bạn muốn anh em mình làm clip gì đó thì các bạn hãy comment ở dưới nha. Để anh em mình biết đường nha các bạn. Giờ thì anh em mình sẽ xuống mần cá tiếp Hùng. Đây là chén mớt nè các bạn ơi. Muối ớt là phải có này mới ăn. Dạ. Không có đồ gì để đâm giờ sao không? Giờ không mang gì ra lụm kiếm khúc cây nào đâm đại đi. Được sao không giờ? Á. Giờ thì mình sẽ kiếm cây cho bị lùng đâm mà sẵn kiếm cây để nhúm lửa nha mấy bạn. Ở ruộng mình chắc có cây à. Ruộng này cây cũng nhiều nè. Kiếm cây nào mà như cái đầu cây đâm nè, tiêu rồi đó. Kiếm được cái cây nha các bạn. Nhưng mà cây này thuộc dạng là cây của người ta ấy dịch mà người ta cắm xuống người ta gào lưới á. Ngày đồng chế đại luôn các bạn. Mình dân giả mà. Đây nè, cái đầu này đâm lên nè. Mấy chớt ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng 10 trái luôn. 1.300 trái thì 3.000 10 trái rồi đó mà bán nha các bạn. Chứ cây đâm cũng giảm hại luôn bán. Đâm trong diện dữ ra luôn. Ít muốn đào lỗ để kiếm chỗ nhúm lửa nha bạn. Bả này mình nấu bằng nồi. Không đem cái dao bự được, đem cái dao nhỏ. Nãy tụi mình quên các bạn. Tủ này người ta có đào lỗ sẵn như mình rồi. Dao này nhỏ đào hơi cực các bạn. Còn sao anh em đào đầu tư thêm cái cuốc heo. Thì nãy giờ Hùng cũng đã mần cá xong các bạn. Mình cái kêu anh Hùng chỉ các bạn cách mần cá. Thì cá mình mần sao luôn làm sao cho nó sạch Hùng. Cắt kỳ rồi với mổ bụng. Móc hết đồ ra luôn. Móc hết đồ ra. Đừng có cho nó bể cái kia nha các bạn. Cái mặt kia bể cái đắng bể, bể mặt là cá lưu kiến này rất là đắng. Giờ anh em mình sẽ bắt đầu nhúng lửa nha các bạn. Khoan. Đó. Bóp nước cho mình. Bóp nước vô nè. Bóp vô. Để mấy cá phi vô rồi.
có cái bọc nào không? Cá lu kiến này luộc để ít nước thôi nha các bạn, để nhiều nước quá không ngon. Rồi được rồi anh Mạnh. Đây đưa xả đây. Hơi bị nhiều quá, chắc miếng nước rồi đi. Thôi đi vậy thì đừng kéo rồi. Chén mía ớt này nhưng còn thua chén mía ớt thì dặm cho mày nữa Hùng ơi. Này Hùng cũng là hắn ăn cay, ăn cay cũng ngang ngửa mình nha các bạn. Sao? Hùng thì hiện tại ăn cay khá là ngang ngửa mình các bạn. Đó cắt ra cho nó. Lát nữa Hùng điều chỉnh một vài đường chạy ngang ở đây Hùng. Lỡ nhím được chưa? Mà ba đường sẽ hư đặt cái nồi lên này. Quá ấy rồi. Không mình để lại bên đây nè. Đây nè. Để lại bên đây. Mình lấy đất chiêu chiêu vô. Quá bự rồi. Không được vậy được rồi. Sâu sâu lên nữa. Ấy đi Hậu. Để lấy củi đi này, kiếm hai cái cây lên. Đi kiếm hai cái cây gác ngang là được rồi. Có hả? Trên đây có khúc cây này nè. Khúc cây khô quá sâu quá được. Bên lấy dao đưa đây Bình. Đi kiếm cây bắt ngang. Kiếm cây để ngang để cái nồi lên mới được. Nồi đào hơi bị bự rồi. Được chưa? Thêm cây nữa đi. Mẹ luôn hả? Lấy cây còn tươi mới được nha các bạn. Lấy cây khô là để lên hơi cháy là gãy ra rồi cái nồi luôn á. Rụi luôn cái nồi cái luôn. Này em đưa được. Được. Đó, bẻ làm thôi. Nhưng mà ở đây đi gồm mấy cái củi khô. Gồm cái khô khô. Hậu này đào không có đầu tư gì hết trơn. Có quẹt không ta? Có quẹt. Đó, để coi để giò để nào em ru không? Được rồi, bây giờ lấy hai cây ra đi. Đào dưới đó nữa kìa. Phan Hậu rồi. Không con. Không nó cháy cũng không đỏ đâu tại nó, tại không phải tại nó sụp xuống cái này nữa mà không đỏ đâu. Tới lúc mà nó chịu cháy là chín luôn cái nồi cá rồi. Cái lỗ này giống cái bồn cầu nhà ta. Đó. 30 Tết anh em mình sẽ ra đây nấu bánh tét nha các bạn. Có lý á. Ra đây nấu bánh tét bánh chưng được. Thì đã quên mấy đây chuẩn bị Tết lên nha các bạn. Đây bánh mứt ở đây ngồi. Rồi, ok. Đấy. Vậy từ từ để cây này lên giờ lấy mấy củi. Lấy củi nhỏ. Củi nhỏ. Xuống dưới lụm cái bọc lên. Đây đây, để nhúng cho nó màu. Bên xuống dưới lấy cái bọc. Ừ, lấy bọc đi. Đó. Để cái bọc ở dưới rồi đặt đó. Thế thì để bọc xuống luôn, bỏ bọc xuống luôn đi. Ừ, bỏ đi em đi. Rồi, dỡ dưới rồi, Rồi, bỏ cổ vô. Rồi, cổ này. Rồi, bỏ đi. Đó. Cô bự. Cô bự lưu ghiêu. Cô bự bỏ vô. Rồi, đừng có nhắn quá. Nè máy này kìa. Ê Vinh, cho nó quạt ra Vinh. Quạt đâu? Kìa. Đây lấy cây lùa ra không? Ơi, khoan từ. Kìa, để mấy cây xung xung vô trước đi. Đó. Ôi, mấy cây. Rồi, bắt hai cây lên đi chụm lửa liu liu. Bắt hai cây lên kìa bên mày á. Rồi. Đó, có nào có nắp không ta? Không có nắp. Lấy cái bali này nè. Bích. Mày giỏi giò đi kiếm cái tàu lá chuối đi Bích. Giỏi giò hả?
Gió giò gió làm sao? Gió giò là mày chạy nhanh. Chạy nhanh đi kiếm đi. Kiếm kiếm củi nhỏ nhỏ rồi ba ơi. Kiếm lá chuối phải không? Kìa pin chẳng là cũng có đó mà. Bấm. Đi nè. Dạ. Theo em đó. Thôi chứ mà ớt hả bạn. Bên theo em mà em quấn luyện cái gì đó. Chứ mà ớt quá trời luôn. Như sao rồi Hùng? Hãy mấy cái vô luôn đi Hùng. Mấy cái kia vô làm gì? Hãy không vô đó. Lạc nướng. Cái đó lắc pin nó có đủ muối không mới chạy. Nãy quên đem đũa có giá. Có giá. Thấy rồi lửa quá cho bạn các bạn. Giờ anh em mình sẽ lấy đồ che nha các bạn. Hiện nay chỉ có nón lá để che thôi chứ giờ các bạn. Mượn nón lá che lại trời không lấy nắp lại luôn. Một xíu pin đi hái lá chuối nãy giờ chưa về nữa. Chiều bên đây nè, gió bên đây qua mà. Cờ pin pin lùng vừa tới các bạn. Đi hái lá chuối nửa tiếng đồng hồ. Cái chuối từ đây lại tới nặng à. Quay đó đi mạnh. Hết luôn. Ôi. Hết luôn, hết luôn. Hết phát qua luôn. Hết luôn. Đi hái lá chuối đầu á, à, ở bên cam bển thì vậy. Bên cam. Nó chơi thôi chứ thằng kia kìa các bạn. Ở bên nãy mình có thấy đẳng có chuối sống hay bắt chuối gì không? Bắt chuối chuối sống hả? Chưa. Nãy mấy cây đó còn còn cây con mới lên không mà chứ không có cây già. Cây già ta đốn hết trơn cái gì vậy? Bốn tàu. Sao anh Mạnh? Hùng lái đò. Anh mới Hùng... chạy được có mấy tháng à. Hùng lấy đò và đi bán vàng hả? Anh Dũng bán vàng và đi lấy đò. Đây nè, không. Lá chuối này mình lấy làm cái gì ta? Đậy nắp lại và... Đậy nắp đây. Lót cho ngồi luôn đó bạn. Không ơi, không. Cắt miếng lá dừa đậy cái nồi lại. Giờ mình sẽ lấy một tấm lá đậy nồi đi nha các bạn. Giờ sẽ lấy tấm này đi. Cắt ra làm hai. Kiếm đồ đi, Tết ra đây nóng bánh tét là dừa. 30. 30. Chưa phải là Tết. 30 chưa phải là Tết, qua 12 giờ mới là Tết. Cổng dây này cột đâu ta? Góc kia đó kìa. Buộc đại trên bụi cỏ đi. Ơi, đừng. Đây làm chưa? Cái chốt đâm đảo quá. Mau sôi. Thôi. Mấy tấm này lót ngồi nha các bạn. Lót đâu lót, lót dưới đầy đại. Trên đâu, cá chín chưa? Chưa. Chút xíu nữa. Chưa sôi nữa hả? Ngoài làm từng tí. Đâu quá. Thì lần sau anh em mình sẽ mua nguyên con trâu ra đây nướng nha các bạn. Nguyễn con trâu siêu to cũng lồ luôn. Rồi cá anh em nếm sao Hùng? Thì bỏ... Bỏ miếng muối hả? Bỏ miếng muối. Bỏ miếng nữa đi, bỏ miếng nữa đi. Bỏ bột ngọt à. Quên em đường rồi các bạn ơi. Thì lần phải sau có đường mới đường hả ta? Nhà mày mới mua con gà hả Hùng? Con gà đó bự không Hùng? Ha. Bự không? Thì bữa cho anh em ta ăn đi, nuôi chứ. Cuốn già đó, hơi của tao rồi. Đó, nước sôi đó. Vậy bữa mấy bạn mà thấy Hùng lên mạng nói là mắc con gà đó, bạn hiểu rồi đó. À, phải cái đó đó. Ngặt muối là luôn. Trong lúc cái mỏ vô húp nêm thử. À.
Đó, thấy chưa? Rồi, vừa ăn rồi đó. Rồi mấy con cá này làm cái gì vậy giờ? Nướng. Nướng. Xíu này không có đồ để kho nha các bạn. Lần sau anh em mình sẽ mua một cái bàn, mua ký đường, mua đủ thứ đem chắc cái bàn ghi bản đó của tôi. Rồi mốt mỗi lần ra khỏi đem đồ ra đây tự có luôn các bạn. Giờ cá mà mình nướng mà mình nướng làm sao nè? Thì đâm cổ quá nướng. Khoan khoan khoan. Có cây không? Cá. Cá, cá lu kiến gần chín rồi các bạn ơi. Các bạn mà xem clip nào. Rồi giờ nhớ ba cái bọt ở trên đi. Một năm về trước anh em mình nướng vịt. Thì Hùng sẽ biểu diễn là húp bọt nha các bạn. Hùng nói bọt này húp sẽ khá là ngon, béo. Khá là dị. Wow, con cua mò bự hết sức bự luôn. Đầu xô cua đây. Đấy, con cua này móc cua lên coi coi. Cua chào bá luôn mấy ký á. Giỡn. Cua này được giống là sống trong nước ngọt nha bạn. Cua này là thuộc dạng là đời sau ví như là đời sau của anh em xung xui. Con cua này cứ như là họ hàng với cua Alaska nha các bạn. Cứ như cua bên kia là cua bên đàn nội. Được rồi. Đó, cá chín tự nhiên. Giờ anh em mình sẽ nướng nướng cá đi. Nướng cá luôn. Còn cá lu kiến thì đây này, hồi mình bưng này á, mình khép hai cây này lại, mình đặt con cá lên. Kiếm em cái cây giống vậy đi, để cá này lên cái kiếm dây. Rồi. Tí nướng cho, đây, để tí nướng cho. Đây. Này, giờ này phải có tô cơm nó mới đã giờ các bạn ơi. Bắt con cá bự đi, mình để cho hai cá nhỏ được rồi. Ăn uống còn đòi hỏi nữa ha. Đó. Thì bên lùng này hôm nay nếu mà ăn con cá này xong thì sẽ đổ máu mình với anh Hùng nha các bạn. Giống như là vụ cái mời nha bạn, mình bằng cái mời đã cái định cắt ra chia file cho anh em thì Vin vô lùng ăn xong rồi hang mặn. Cái cá này là mặn thiệt luôn đó ha Hùng. Hả? Cá này có xuồng này chó chở ra bệnh viện Biên Hòa. Đâu, đem đem ngay. Vậy ăn chưa? Vin hiện tại thì đang nướng cá xong khói nha các bạn. Vin để trên khói không à. Ừ, cũng vừa mà thiếu đường nha các bạn. Hơi bị mặn. Được không? Vừa rồi. Ông vứt luôn. Bên hiện tại đang nướng cá xông khói. Mày để hồi lấy hai cây mày khép lại mày đặt lên. Ông béo mày nhớ cái clip đầu tiên mà mình là đi ra rộng là lấy gì không? Bắt cá lu kiến. Đó. Giống clip này không? Mình lấy kia bắt không có thằng nào nha. Để nó mò qua trứng. Hồi cá này bưng xong nè, hồi mình ăn này mình nướng cá đó, mình khép hai cây lại nè. Đặt lên. Chưa cá chín chưa? Chưa. Tí xíu 5 phút. Cá này sao? Cá sao biết? Con cá thì giờ nó quéo quéo hết trơn luôn rồi. Cá lên coi coi. Này nó quéo cẳng hết trơn nha các bạn. Từ từ nha. Cái này nó chỉ hơi tái thôi. Chứ nó chưa ăn tái luôn nha các bạn. Này ăn đi. Như mấy bạn xem clip bên kinh của Toàn Lại thì bị lùng ăn con tôm tái chanh mà nuốt không vô luôn các bạn. Rồi chín rồi các bạn ơi. Dạ, chín rồi sẽ... đó. Nhưng mà con cua này là con cua đặc biệt nên mình phải nấu cho nó chín luôn. Ăn luôn giỏi đúng không? Giờ sẽ bưng cá xuống rồi anh em thưởng thức còn cá nướng từ từ hay gì nha các bạn. Đây nè. Khép hai cây này lại. Ơi. Đặt cá lên. Cá. Ừ. Đây. Mình vừa nói hổng cái gió đâu. Ừ. Đây mình sẽ thiết kế nướng cá các bạn ơi. Đó, cái dĩ phải không ta? Dĩ. Dĩ này chỉ nói các bạn là nuốt lần một bỏ nha các bạn chứ không có như dĩ người ta bán nha các bạn. Yeah. Wow, nóng như ta. Cặp luôn. Bỏ con cá kêu gì vậy? Cách chành. Trời ơi. Cách chành. Được kéo không? Đây bây giờ. Bây giờ tới phần mà. Giờ mình sẽ thiết kế làm đũa các bạn ơi. Chén ớt nè. Đó. Ngọt lắm nha bạn.
Thì giờ mình sẽ giúp tranh nha các bạn. Bạn nào mà như mấy người mà trên 25 tuổi bầu bì thì hãy tranh vô. Không biết tại sao mấy người ta mang bầu lại thèm chua ta. Giờ mình không mang bầu mình cũng thèm chua nè. Chén này là giới thiệu ăn xong đục luôn, chứ không phải rửa lại nha các bạn. Mình đang chơi mà đâu phải chén ở nhà mình đâu. Đó. Ừ, cá nướng. Cá nướng khói. Cá nướng ha. Rồi bữa nay mình sẽ mua một cái đùi ngỗng về đông đông khói nha các bạn. Đây. Cái này phải có miếng tỏi nữa ta. Wow, cá nó tái rồi các bạn ơi. Cá giờ bắt đầu vàng rồi các bạn ơi. Nhưng mà thịt nó chưa chín nha bạn. Giờ thấy mệt cò quá mà không có cò ăn ta. Có cò bắt không được thôi. Ba ăn chút. Ừ, quên một chút bỏ trên nhà ông già rồi. Bỏ trên ba rồi. Anh cảnh lấy một thuốc. Bữa nào gánh anh cảnh lấy một thuốc về. Vợ có chuyện cảnh lấy. Để hơi hiếu mặt. Wow. Đũa cũng đũa độ nữa các bạn ơi. Giờ ở ngoài ruộng mình không có gì chơi, chơi mình chơi cây không à. Dạ. Mạnh ngồi chả luôn á. Bình khiên cái bình lên tiếp tục đi thôi. Anh Hùng mấy đồ thở để với ông đi khiên lên chi gió nặng. Lên xuồng à đảo. Mày khinh nó ra đằng sau mẹ, mày khinh nó ra đằng sau mẹ. Hai nước cá nè. Hai bên xuống nắm cái bình lên dùng hai bên. Sao? Để ăn sao mình luôn á. Để ăn sao đi. Trong thời gian mà cá chín á thì anh Hùng mình sẽ biểu diễn một vòng cho các bạn xem nha. Lấy Hùng chạy vào người nè. Gió. Hồi quá này thằng tình nước gió rồi. Hôm nay anh Hùng mới học cây được rồi à, các bạn ơi, cái dĩ của mình nó gãy làm đôi hết cây rồi. Ui ui quá êm rồi, con cá này quá êm luôn rồi. Đó, đây. Nãy mình không xuống hỏi mất kia của sự gãy cây nè. Cái lồng kia hồi, cái nồi kia hồi mình phải hâm này cho nó nóng. Đó. Thêm cái con này để qua đây đi. À, nói chưa. Thịt cá này ăn ngọt lắm nha bạn. Ngọt như tôm át cà. Cái này gọi là gô phi. Gô phi thì nó bự hơn con cá gô thường. Không dùng về. Không phải tái hả? Lúc giờ
Cái kia hồi phải hâm nóng em nguội cũng ngon. Cái loại kia để đây được không ta? Chết. Vậy giờ miếng cá nào qua đây đi. Cái nhỏ được rồi, cá bự để hồi vậy. Cá nhỏ chưa được đâu các bạn. Cá bên này sắp được. Một bơi chín rồi đó. Cái này giờ muốn ăn cái đầu mình nướng luôn cái đầu. Đó, dữ lắm cháy rồi. À. Sở kia hồi bụi hết ngon. Chút đi thăm lại. Đừng giúp gió kìa. Không mới học được cách giúp gió. Lẹ lẹ, cá khét rồi, cá khét rồi. Xiết đi, xiết ly, hết gan xấu. Các bạn hãy phơi các bạn. Đúc gió gì mà. Dạ anh em mình sẽ vô tiệc các bạn này, giờ tối quá tối rồi. Cá cũng đã chín rồi các bạn. Chín mới có 2 giờ hả? Còn con bự chưa chín, giờ anh em mình thưởng thức nha. Rồi thưởng thức cái gì trước ta? Cá nước. Thưởng thức bỏ gì nha bạn, da là chỗ nào khác thì các bạn bỏ, còn chỗ nào không khác thì các bạn bỏ luôn. Cái này khét quá bạn. Chị mua ớt đúng cài luôn. Cài lột lột với khét nha các bạn. Mời các bạn nha. Mời bạn nha. Nãy giờ ăn chưa mời bạn nữa, mời bạn miếng nha bạn. Để nóng rồi. Ngon. Chén ớt ngon quá. Trời ơi thịt nè. Này là nấm không? Đây của ớt cà đây. Con này để miệng mình nhai luôn vỏ nha bạn, tại nó nhỏ quá. Vỏ nó xương đùn của nó chưa có được cứng. Ừ. Đây nè. Bẻ ra vậy nè bạn. Chấm luôn. Chấm luôn. Cụng đi. Cụng vô cái à. Vô. 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 Trời. Cái vỏ nó giòn hả? Bắt mày ruộng ngang mày ruộng nha các bạn. Nó thiên nhiên ngọt các bạn. Cá nuôi nó không được ngọt gì đâu các bạn. Chấm vô chén ớt một cái. Chấm phải chấm lúc luôn mới ngon. Mời các bạn nha. Có đẹp không? Nó da nó giòn ha. Ngọt. Béo quá thì vừa cay vừa chua. Trục trái. Giờ mình thưởng thức qua tới cá lô kiến nè bạn ơi. Đây. Thì vô mình hấp miếng nước các bạn. Cá lô kiến là cái phần cái đầu là ngon nhất nha bạn. Các bạn đừng bỏ cái đầu nha bạn. Đây. Cho bạn xem thịt nó nè. Đó. Đó hả? Các bạn thấy gì chưa? Đụm ra khúc mình cái gọn được mà. Đụm để ở trong. Khúc ở chính giữa đó. Đó. Thịt nó rất là chắc mà nó dai nha bạn. Mà các bạn vẫn còn ăn cá nữa. Quá bảo. Hãy là đang đói nữa. Rồi chiều ngoài này mát rưỡi ha. Ăn gió liu liu. Đây cái phần đầu nó nè các bạn. Béo lắm nha. Đây quét vô miếng. Mời bạn ăn cá lô kiến cùng mình nha. Mời bạn cá lô kiến nha. Cá lô kiến này có trứng nha các bạn. Đây nguyên quả trứng này luôn nè các bạn. Đó. Khoan chưa đây. Rồi. Chấm luôn hụt. Chấm vô đây. Chấm vô các bạn.
mình chấm giùm ăn giùm nha các bạn. Hùng thì có tài năng là ăn vỏ cá lâu kiến hay lắm các bạn. Đây mời các bạn nha, chấm nè. Béo béo béo. Chấm gì nè. Trời ơi. Bạn về miền Tây phải không? Mấy bạn phải ăn cái món này nha bạn. Cái lâu kiến một dạng là bây giờ đặc sản. Đúng rồi. Miền quê các bạn. Miền Tây này, miền Tây cá này ở đâu cũng có nha bạn. Còn Sài Gòn thì không có nữa các bạn. Dưới quê gửi lên các bạn ơi. Cá này mình cũng cảm ơn mấy anh Trung Quốc Khả này cho mình ăn quá. Đây cái miếng mới rớt nãy nè bạn, không dơ nha bạn, tại nó có lớp vỏ ở ngoài. Đó, mở bạn hấp miếng nước nha. Rồi không. Sao? Cái này ngon lắm nè các bạn. Mời cho mời bạn Hậu. Nè các bạn xả nha. Sốt xui rồi. Đó. Sốt xui rớt bên kia bên này còn được. Xả ăn thơm các bạn. Xả ngon kìa. Thấy con cá kia chừng khác đó nha. Không thấy không? Không thấy không? Để coi trả bề. Trả bề đi. Cắn chúng miếng ớt đạo quá. Thôi thẻ này rõ quá. Được chứ biết. Để cài. Nào ấy cầm thương mạnh. Cầm mạnh đâu vô. Quay xong á. Được, 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 được. Được rồi, được rồi, được rồi. Đó. Chiến tiếp thôi. Tải luôn, tải luôn. Đó. Mấy bản đầu nha. Từ cái đầu nè. Mùa này như cá lô kiến rất ít các bạn. Mùa nước mà lớn thiệt lớn á, cá lô kiến nó về rất là nhiều. Béo. Trời ơi. Tao không tin bữa nay rớt hoài nha. Đưa lên bàn tay ra bên cạnh coi. Con cá này người ta thường thường người ta gọi là cá giọng bể nha các bạn. Ăn gông rêu được không mà nha bạn. Lật ngược lại. Đây. Chín rồi. Thịt không à. Cá này mà các bạn ướp mà chiên xả nữa, lột da ra bạn. Ăn rất là ngon luôn. Chiên xả là không biết nồi cơm mà còn nữa. Úp nguyên con luôn Bin. Đóng nguyên con luôn. Xả. Cá. Cá này mà các bạn chiên xả cái là một nồi không đủ các bạn ơi. Có hai nồi. Đây. Thịt rất là nhiều nha các bạn. Rồi chấm. Cá này dưới đây kiếm cũng nhiều nhưng mà mùa này ít. Cắn mà vô nó nha. Dai dai nha bạn. Mà rất là thơm mùi xả mà chấm vô chén ớt nó cay mà nó vừa chua nó đã lắm bạn ơi. Đây thịt không nè. Chấm chấm gì nè. Cá nó mập quá. Mời các bạn nha. Trời trời quá đã luôn. Cay ngon quá. Tới mình các bạn ơi. Muối hơi bị mặn phải không? Mời các bạn hấp miếng nước nha. Nhìn lọt cái có cái phi ra. Mời các bạn uống nước. Quay cái đẹp luôn. Hấp miếng nước đã trời ơi. Sướng không? Trời ơi. Cá
xà bá lựa. Da nè các bạn, giòn nè các bạn. Mời các bạn. Mời các bạn nha. Ăn da. Giòn. Cái đầu nữa bạn. Làm cái hết cái đầu nha. Đậu béo. Biết sao béo không? Có sình nằm trong. Cái con phi mình mới lọc rồi nè các bạn. Cái đầu cá này nó ốc nhiều các bạn, nên rất béo. Lâu, thử coi. Nướng quá chín rồi bạn ơi. À. Mời bạn nha. Đớp nguyên, nóng. nguyên miếng luôn. Thơm phức cả. Biết thơm gì không bạn? Thơm mùi ngọt. Giống hơn cái mùi thịt xông khói các bạn ơi. Mời bạn nha. Nóng trời ơi trời. Có cái mùi chiên cá chiên nữa. Đây da nó giòn giòn. Thịt ngọt ngay luôn. Đấy, bên lùng nè các bạn. Bên lùng cho nguyên nồi luôn các bạn ơi. Trời trời nóng như trời. Ăn xả hơi quyền ngon lắm. Xả ngon không hả? Rồi à. Để mình ăn hư tép bạn ơi. Nó thơm thơm mà nó the the là sao bạn? Còn cái đầu lụm luôn nha bạn ơi. Không bắn hết này nữa các bạn. Nè cái này ăn này các bạn ơi. Cái đó mình về. Cái đó cái xả đó mình dục xuống để mình cho mấy con cá mẹ của mấy con cá đầu kiến này ăn nha các bạn. Cái nó ăn bự bự nó mình ăn nữa. Mấy con cá này nó chỉ ăn tạp thôi. Dạ. Chứ không ăn cái khác đâu. Rồi cái đây, cái nồi đây. Cắn mấy cục xả đó bạn ơi. Dạ. Dạ, giờ tới hồi béo các bạn ơi. Đậu đội. Mã bạn nha. Tại vì nè. Hồng gió hút luôn trời. Đậu ăn bậy quá mày ơi. Có này nó mới hút được. Đó, quay cái hút mấy lần nè. Thôi. Đó. Chơi. Chứ tao mập mày quá mày ơi. Xả này nó lạ nè. Quay gì mới thấy mập đỏ rồi. Rồi. Nè, giờ tới bên lùng nè các bạn ơi. Em béo lát nó thấy xong lát vào xong. Mà đổ chim chứ không nổi. Một pha chơi ngu của bên lùng các bạn ơi. Học với ba xong nhận xong luôn. Còn có hả anh ơi. Rồi. Đúng rồi. Anh em mình kết thúc ra các bạn. Thì cũng phóng xong luôn. Năm giờ mấy rồi. Cái này cũng chiều chiều quá bạn ơi. Bây giờ bạn sắp xuống rồi. Nếu mấy bạn xem video có nem mình hay thì các bạn hãy nhớ để một like, một subscribe nha các bạn. Hãy nhấn chia sẻ để ủng hộ cho anh em. Các bạn muốn tụi mình làm video gì thì các bạn comment dưới nha các bạn. Giờ thì anh em mình sẽ có thời gian vào quay cho các bạn xem thường xuyên nha các bạn. Giờ thì anh em mình bye bye. Bye bye. Cái nó này hết bị eo rồi. Ui, còn nhiều quá.